Câu hỏi mà 10 hay 15 triệu ấy có mua xe ô tô được không ấy, thì chia sẻ với anh chị là như này này. Thực sự ra mà nói là nếu 10 15 triệu thì mua ô tô thì cũng được, nhưng mà theo em ấy thì đây là một lời khuyên ấy. Đó là nếu như mà chúng ta mà đi đường nó quãng đoạn đường chúng ta đi nó quá dài và chúng ta là lao động chính thì nên mua. Còn nếu mà chúng ta không thực sự cần thiết thì không mua. Thế cái lý do là tại sao phải nói với anh chị cái điều này là nhiều người nếu như cũng hỏi em về cái điều này, thậm chí là nếu đến nhà có nhiều người hỏi em ấy, thì em là một người kinh doanh phải nói thật với anh chị là rất trung thực và rất là thẳng thắn. Thế thì chúng ta sẽ trở lại là đối với như thế này. Nếu 15 20 triệu ấy, thì chúng ta sẽ xét đến là đối với con xe chúng ta một tháng chúng ta sẽ nuôi tối thiểu nó là bao nhiêu tiền và maximum nó là bao nhiêu. Thế anh chị ấy, đầu tiên là chúng ta thấy rằng là như này này. Đối với xăng thì đương nhiên là chúng ta sẽ tính rồi. Nếu như chúng ta đi càng nhiều thì xăng càng lớn thì cái này anh chị tự tính. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy là đối với bảo trì đường bộ thì một năm đối với cái dòng xe như bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là một năm nó là 140.000 cho đến 180.000 tùy vào xe, tên công ty, tên tư nhân anh chị nhá. Đấy, chúng ta sẽ thấy là tháng là mất hơn 100 này. Đối với vận hành, chi phí vận hành là đường bộ, đấy là đường bộ. Còn đối với vận hành thông thường chúng ta sẽ mất thêm tiền khám một năm. Đối với xe khám một năm thì chúng ta sẽ mất loanh quanh đâu đó khoảng 230. Chia đều cho thì chúng ta sẽ tính là maximum chúng ta sẽ đẩy lên là nó 200 một tháng là đối với tiền không làm gì mất đi. Tiếp theo nó là một năm chúng ta phải dành cho nó loanh quanh khoảng 3 cho đến 5 triệu. Thậm chí là đối với những dòng xe mà chúng ta mua mà nó quá xấu thì thậm chí có thể là 30 triệu, 50 triệu anh chị ạ. Thế nhưng chúng ta chỉ xét đến là những cái xe mà ví dụ như ở tay em cung cấp ra, một năm anh chị cho nó nuôi dưỡng nó về phần bảo dưỡng khoảng từ 3 đến 5 triệu. Chúng ta chia đều cho 10 tháng là chúng ta mất thêm 500 là mất khoảng 700. Anh chị hình dung là 700 cho đến 1 triệu là cái tiền chi phí vận hành hàng tháng, tức là không nhìn thấy, nó là mất đi luôn. Anh chị sẽ không nhìn thấy cái phần này. Cho đến tiếp theo đó là phần anh chị đến cái phần là lắp thêm đồ chơi. Nếu như mà những người nào thích đồ chơi lắp thêm đồ chơi, loanh quanh đâu đó nó sẽ mất khoảng 1 triệu nữa. Trong 1 tháng là chúng ta mất 2 triệu rồi. Anh chị hình dung được không? Còn tiền xăng thì anh chị đi nhiều thì trả nhiều. Nhưng mà tiền xăng thì 1 tháng đối với người đi ít thì nó loanh quanh nó cũng phải khoảng 1 triệu cho đến khoảng 2 triệu. Vậy ở cái mức độ lương 15 triệu cho đến 20 triệu thì anh chị có thể lựa chọn tính vào nó như thế nào. Còn sau đây thì chúng ta sẽ xét đến những cái yếu tố tiếp theo, đó là chúng ta mua vì mục đích gì. Có 3 cái mục đích mà chúng ta mua xe nó bị sai. Chỉ có duy nhất một mục đích chúng ta mua nó là đúng. Thì chúng ta sẽ bắt đầu đi xét đến cái mục đích đấy. Chúng ta sẽ phân tích là như này. Nếu như anh chị biết quản lý, có 10 15 triệu biết quản lý theo 6 cái loại phương pháp, gọi 6 cái loại nhá. Anh chị thử search trên mạng. Thì 6 cái loại đều nói, chúng ta sẽ nói nhanh nói qua này. Đầu tiên là 55% là tiêu dùng thường xuyên, tức là tiêu dùng cho gia đình. Ốm đau học hành cho con cái, chi tiêu trong nhà. 10% là dành cho đầu tư. 10% dành cho học tập, 10% dành cho gọi là ăn chơi hay là gọi là tục phong cách sống, và 5% là cho đi. Anh chị ấy hiểu rằng đó là cái đấy, nếu chúng ta hiểu được điều đấy thì anh chị có thể mua ô tô được. Thế thì chúng ta chỉ mua trong cái quỹ chúng ta cho phép thôi. Và nó chỉ tiêu hết cái phần mà chúng ta cho rằng nó là cái phần mà để đầu tư tiếp theo được. Trên thực tiễn ra tất cả những người mua ô tô em thấy rằng là họ không phục vụ lại cho nhu cầu thực sự của mình. Mà mua là bởi vì thể hiện với ai đó. Mua là bởi vì như này, mình muốn cái điều đấy trước và mình không có cái mục tiêu cụ thể. Thế thì 10 15 triệu nếu như anh chị xác lập một mục tiêu cụ thể là cái xe này với giá tiền ít như thế này để phục vụ tôi làm ra tiền tiếp theo thì ok. Nhưng mà nếu như mua vì thể hiện bản thân, mua vì lâu lâu mới đi, mua để cho mình thích là mình mua thì cái này không nên anh chị nhá. Thế thì trong 3 cái mục tiêu đấy thì chúng ta thường hay lầm lẫn. Trong 4 cái mục tiêu đấy thì thường ấy thì chúng ta hay lầm lẫn vào cái mục tiêu 3 cái mục tiêu kia. Cho nên là chúng ta quên với cái mục tiêu số 1. Cái số 1 là cái thứ quan trọng nhất, đó là phục vụ cho mình đi lại để mình tiếp tục kiếm tiền. Đây là cái mục tiêu quan trọng nhất anh chị nhá. Em nói lại, bản thân em cũng có những lúc mà không kiếm được ra tiền, đi từng những cái xe Pride, đi từng những cái xe Matiz 40-50 triệu. Nhưng mà em hiểu rõ được rằng lúc đấy cái xe đấy là cái xe để phục vụ cho mình đi lại các tỉnh,
vì xe máy đi nó không an toàn. Xe máy đi nó bị nắng, nó bị mưa, nó bị mệt. Ô tô chúng ta có thể đi 400 cây được, 500 cây trong vòng một ngày được, nhưng mà xe máy chúng ta đi nó sẽ rất là khó. Trừ trường hợp là cho những cái bác mà bác là quá đam mê về phượt thì bác có thể đi được như vậy, nhưng mà nó thực sự là nó rất là nguy hiểm. Thế thì chia sẻ với anh chị rằng là đấy, dựa vào trên những nguyên tắc như vậy thì anh chị có thể xét xem là mình trong ba nguyên tắc đấy thì mình đã lựa chọn nguyên tắc nào. Và nếu như trong ba nguyên tắc kia mà anh chị có được cái khoản dư giả để đền bù, để bù đắp vào nó thì nên mua, còn không thì thôi.